Cũng trong sáng nay, ngày 31 tháng 3, đoàn công tác thành phố Đà Nẵng có buổi làm việc với tập đoàn Mitsubishi Nhật Bản. Tập đoàn Mitsubishi là một doanh nghiệp kinh doanh tổng hợp toàn cầu, phát triển và vận hành các doanh nghiệp dựa trên hệ thống văn phòng và công ty con tại khoảng 90 bởi quốc gia và khu vực trên toàn thế giới, cũng như bằng lưới toàn cầu, gồm khoảng 1.700 công ty thuộc tập đoàn, Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh cho biết, Đà Nẵng có tiềm năng lớn trên lĩnh vực bán lẻ, bất động sản công nghiệp và dịch vụ Logistics. Với kinh nghiệm và năng lực của tập đoàn, Đà Nẵng hy vọng trong thời gian tới, tập đoàn kiên cứu đầu tư vào các lĩnh vực này. Năm 2017, tập đoàn Mitsubishi đã chính thức thiết lập mối quan hệ với thành phố, thăm và chào xã giao lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố, khảo sát dự án cung cấp thiết bị y tế cho Viện C Đà Nẵng và lãnh đạo tập đoàn cho biết hiện nay vẫn tích cực quan sát theo dõi những bước phát triển của thị trường tìm kiếm cơ hội đầu tư tiềm năng tại đà nẵng